Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục số này, sau phần tin sẽ là phóng sự về những tín hiệu vui dịp cuối năm ở làng nghề chạm bạc Huệ Lai. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Trước tiên là những tin tức chúng tôi mới cập nhật. Bộ Tài chính vừa ban hành chỉ thị số 06 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trong đó yêu cầu các ngành chức năng liên quan đưa ra các biện pháp quản lý, điều hành giá phù hợp nhằm ổn định mặt bằng giá cả thị trường. Đồng thời yêu cầu các địa phương có kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn, nhất là đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu như giá cước vận tải, nông sản thực phẩm, trông giữ xe. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm lợi dụng dịp lễ Tết cao điểm tăng giá cước vận tải ở mức cao bất hợp lý, các trường hợp đưa tin thất thiệt gây bất ổn đến thị trường giá cả và tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Để tiếp tục chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp, Vietcombank quyết định giảm tới tối đa 1,0% lãi suất cho vay Việt Nam đồng cho toàn bộ dư nợ vay hiện hữu và cho vay mới của khách hàng doanh nghiệp trong thời gian 3 tháng từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2021. Chương trình không áp dụng đối với các trường hợp khoản vay theo các chương trình sản phẩm cho vay lãi suất ưu đãi cạnh tranh của Vietcombank, khoản vay có sự tham gia của tổ chức tín dụng khác, khoản vay ngoại bảng. Lãi suất của các khoản vay sau áp dụng mức giảm không thấp hơn sàn lãi suất cho vay theo từng đối tượng khách hàng. Cụ thể, khách hàng bán buôn ngắn hạn 5,5%, trung dài hạn 8,5%, khách hàng SME ngắn hạn 5,8%, trung dài hạn 9,0%. Đây đang được coi là thời điểm chính vụ của cam Hưng Yên. Cam đang ở độ ngon nhất, với vị ngọt đậm, thanh mát, mẫu mã đẹp, cam ngày càng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Với hơn 70% trong tổng hơn 2.000 ha diện tích trồng cam đã được thông canh theo quy trình Việt Gáp, khiến cho chất lượng và uy tín của cam Hưng Yên ngày càng được nâng cao. Đồng thời, nhiều biện pháp xúc tiến thương mại như các hội chợ cam đã góp phần mở rộng thị trường cho người dân. Giá cả hợp lý, bình quân từ 20 đến 25.000 đồng 1 kg cam Vinh và 40 đến 50.000 đồng 1 kg cam đường canh, tùy chất lượng nên người tiêu dùng có nhiều lựa chọn. Các giống cam thương hiệu có giá cao hơn nhưng phần lớn vẫn được thị trường ưa chuộng, xuất bán ngay tại vườn. Sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đến nay làng nghề chạm bạc Huệ Lai, huyện Ân Thi đã bắt đầu có những tín hiệu vui trong thời điểm cuối năm này, giúp bà con vững tâm giữ nghề truyền thống. Sau một thời gian nghỉ dài do thị trường ngưng trệ, thì nay gia đình anh Đại, chị Tuyên lại tất bật chuẩn bị cho những đơn hàng mang đi các tỉnh thành trong nước. Mấy tháng vừa rồi thì có khi là chơi dài 1-2 tháng chả có tí việc nào. Bây giờ thì hàng nó gần về Tết thì ai người ta cũng lấy được 1-2 chuyến để người ta đi những lần cuối năm đấy. Có khách người ta đặt độ một vài cân một đấy thì mình làm xong bắt đầu đủ hàng thì người ta đến người ta lượm lấy rồi người ta mang đi các tỉnh lẻ người ta bán. Hợp tác xã Trạm Bạc Phụ Ủng hiện có 370 hộ. Trước dịch bệnh, sản phẩm của người dân được xuất bán nhiều nước, đặc biệt là thị trường Lào, Campuchia. Nhưng sau khi dịch bệnh nổ ra, gần như người dân không thể mang hàng đi các nơi. Không thể để mất làng nghề, người dân cũng tận dụng lợi thế bán hàng qua mạng, linh hoạt hơn về việc tìm kiếm thị trường. Qua cái dịch Covid-19 năm 2020 bị ảnh hưởng, thì cái mà phát triển ra các nước bạn là không còn nữa, nhưng phát triển tại thị trường nội địa đã có. Và ngay bây giờ thì báo cáo các đồng chí là các cái đơn hàng của trong nước đặt là đối với bà con làm quá nhiều, cái này cũng là khởi sắc. Tuy nhiên theo người dân, nghề chạm bạc cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay. Bà con rất là mong muốn là được các cấp thực hiện quan tâm đến và hỗ trợ cho bà con vay vốn để phát triển nghề và để lưu giữ nghề cho địa phương. Đồng thời, mỗi người dân nơi đây cũng có cách duy trì nghề truyền thống, vượt qua những giai đoạn khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, năm nay với ảnh hưởng của dịch bệnh thì lượng hàng xuất bán đi các nước không được nhiều. Tuy nhiên thì thời điểm này cũng đã có những tín hiệu vui với những đơn hàng ở trong nước. Và bà con nơi đây thì vẫn đang nỗ lực từng ngày để nâng cao chất lượng cũng như là cải thiện về mẫu mã kiểu dáng để làm sao mở rộng thị trường và mang đến một sự phát triển ổn định hơn cho làng nghề.
Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin được cảm ơn Công ty Bảo Việt Hưng Yên, Vietinbank Hưng Yên, Ngân hàng BIDV Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên, Agribank Hưng Yên 1 và Agribank Hưng Yên 2 đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.